lên 32 giây một mẻ này, có nhiều hơn 33 giây này, điều chỉnh xuống 32 giây này. Cái này cũng thế, các thời gian điều chỉnh thời gian mỗi mẻ. Khi mà nó đến đặt số thời gian như này nó sẽ tự ngắt, và mình chỉ xả ra thôi. Rồi nó tự xả ra. Đúng rồi.